Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện của Sao. Chương trình có sự đồng hành của viên giải bia rượu New 101. Và mình Đức rất vui lại có một buổi tối thứ bảy cùng với quý vị chia sẻ những câu chuyện cùng với các ngôi sao. Ngôi sao hôm nay của chúng ta hết sức thú vị. Và hy vọng là câu chuyện của anh ấy mang đến cũng rất thú vị. Có một lần trước đây, mình Đức cũng nhớ là chỉ sau có một đêm thôi, cái tên anh ấy xuất hiện tràn ngập ở cửa miệng trong câu chuyện của nhiều người, cũng như trên các diễn đàn, trên các mạng xã hội, trên báo chí. Chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Đào Bá Lộc. Đào Bá Lộc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện của Sao và chào anh Minh Đức. Xin chào Đào Bá Lộc. Năm ngoái có hai thời điểm mà tự nhiên cái tên của Đào Bá Lộc trở thành câu cửa miệng của mọi người. Thứ nhất là sau khi lập tung ra cái bài Thanh Xuân, là tự nhiên cái từ đó trở thành một cái từ thời thượng. Và thứ hai là chỉ một cuộc talk show trên truyền hình mà sau đêm hôm đó tất cả là tràn ngập cái tên về Đào Bá Lộc và câu chuyện có liên quan đến nó. Cảm giác sau một đêm bỗng nhiên mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như thế, Lộc nghĩ gì? Lộc tin tưởng là những ai mà thân thiết, hiểu biết và những ai ngồi đối diện với Lộc sẽ cảm nhận được điều này và sẽ tin cái điều mà Lộc chuẩn bị nói. Bởi vì ngay từ nhỏ, ngay từ lúc là học mẫu giáo, là học cấp 3, là học, chưa bao giờ mà Lộc xuất hiện ở một đám đông mà Lộc không phải là sự chú ý ở cái thời điểm đó cả. Nên là chú ý ở đây thì có rất là nhiều cái bất tiện và có nhiều cái tiêu cực, nên là mẹ Lộc hồi nhỏ đã tập cho Lộc rất là nhiều thứ để mà thật sự Lộc đã quen với điều đó. Và chính vì bản thân mình mỗi ngày mình thức dậy, mình đều cảm thấy cuộc sống của mình nó rất là bình thường. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy phải sốc quá bởi vì vui quá hoặc là sốc quá vì buồn quá thì chưa. Thì thực ra ấy, cái lúc mà cái thời điểm mà Lộc đang thi The Voice ấy, thì lúc đó thì anh Minh Đức cũng như một số các bạn bè làm báo chí, mọi người rất là chú ý trường hợp của Lộc, nhưng mọi người cũng có một cái băn khoăn là ồ vậy cậu này cậu chọn cái hình ảnh như vậy thì sau này ra khỏi cuộc thi ấy, thì cậu ấy định hướng đến đối tượng khán giả nào? Khi một cái hình ảnh như thế nó trung tính như vậy, nó unisex như thế, thì cuối cùng thì khán giả mà cậu ấy hướng đến sẽ là ai? Ở thời điểm đó có khi nào Lộc nghĩ đến việc là cái con đường ca hát thực sự ở ngoài cuộc thi nó sẽ như thế nào với mình không? Sau này Lộc có nghĩ, nhưng mà còn ngay thời điểm đó thì không. Bởi vì Lộc tin tưởng rằng mà Lộc nghĩ chắc chắn rằng ai làm business cũng sẽ hiểu. Những cái nghề kinh doanh khác nó là một cái nghề khác. Còn đối với chuyện hát thì chuyện làm nghệ thuật, Lộc không dám nhận mình làm nghệ thuật nữa. Làm giải trí nó là một chuyện khác. Sẽ có người mà người ta nhảy vào cái cuộc chơi với tâm lý là một người giải trí, một người vui vẻ giống như Lộc. Lộc thấy rất là nhiều, giống như là chị Đinh Hương hay chị Đồng Lan. Nhưng mà sẽ có người nhảy vào cuộc chơi với tâm thế là một người làm business. Thì họ sẽ nuông chiều thị phần hơn và có cái góc nhìn sát sao hơn. Nhưng mà còn riêng Lộc thì ở thời điểm bắt đầu Lộc rất là ngu ngơ vu vơ. Và nó đem lại cho mình rất là nhiều điều hạnh phúc cũng như những cái điều đáng tiếc mà cho mình một cái bài học rất là lớn. Nên là nếu mà hỏi bản thân Lộc là vào thời điểm đó có nghĩ hay không, hoàn toàn Lộc không nghĩ bất cứ một cái điều gì cả. Nhưng mà mãi về sau này thì mình mới bắt đầu nghĩ dần và tìm một cái cách nào đó để mà bản thân mình thấy vui vẻ và thị trường cảm thấy hợp lý. Mà Lộc tin tưởng là cái cách của mình phần nào đó nó phải đúng để hôm nay Lộc có thể ngồi ở đây. Ví dụ như là thị trường và xã hội là A, mình là B, mình chắc chắn sẽ không biến bản thân mình thành A mà tìm giữa A và B nó có cái điểm giao nhau là C là như thế nào. Mình sẽ cố gắng bước đến cái điểm đó. Rõ ràng là mọi người nghe Lộc mà trả lời sẽ thấy là dường như Đào Bá Lộc của chúng ta là một con người khá là lý trí trong việc lựa chọn con đường sự nghiệp của mình, rất là tỉnh táo, rất là biết mình cần phải làm gì. Thế nhưng mà nếu như mọi người đối chiếu lại những gì Lộc chia sẻ ngày hôm nay về con đường sự nghiệp của mình với những câu chuyện Lộc chia sẻ về chuyện tình cảm trong câu chuyện mà người ta đã gây sốc tất cả giới truyền thông cách đây mấy tháng, thì dường như là hai con người rất khác nhau. Một con người rất là tỉnh táo với sự nghiệp với một con người có vẻ rất là lụy tình, rất là yếu đuối, rất nhiều nước mắt trong một cái cuộc tình ngang trái như thế. Đến bây giờ nhớ lại những cái lúc mà mình chia sẻ cái điều đó, nhớ lại cái thời mà dành cả thanh xuân để yêu một cái người như thế, thì Lộc nghĩ là mình đã sống như thế nào? Lộc đã từng chia sẻ là Lộc chưa bao giờ khóc vì tình yêu cả. Tình yêu là một phần Lộc nhắc tất cả các bạn nhỏ ở tuổi của Lộc hồi xưa và bây giờ luôn. Tại vì Lộc có rất là nhiều bạn bè đau đầu vì tình yêu, Lộc cũng vậy. Nhưng mà tình yêu là một phần của cuộc sống của mình nhưng nó không là tất cả, và đối với Lộc cũng vậy. Lộc chỉ khóc duy nhất từ trước đến giờ là ba má là mình khóc thôi. Bởi vì mình thương nhất là ba má và gia đình nên có thể là mình khóc. Tiếp theo là đến công việc, Lộc tức quá mà khóc. Còn ngoài ra là Lộc chưa bao giờ khóc vì một người nào cả. Giống chắc là cái câu chuyện này nó quá hấp dẫn, nó bị đẩy đi quá xa, thành ra mình research bị sai. Dạ luôn. Lộc chưa bao giờ khóc vì tình yêu cả. Đấy, như vậy nếu mà trở lại cái câu chuyện tình mà gây sóng gió dư luận như vậy, chắc là nhiều người người ta cũng sẽ có thắc mắc là vậy thì cuối cùng cậu ấy sẽ gây dựng sự nghiệp của mình bằng những cái cột mốc nào, bằng tài năng của mình, bằng cái sự hấp dẫn trong tài năng của mình, bằng hình ảnh của mình, hay là bằng những câu chuyện ngoài lề như thế? Sẵn tiện đây thì Lộc trả lời với tất cả mọi người. Tại vì Lộc tin tưởng là sau khi Lộc nói là ai ngồi xe sẽ hiểu Lộc muốn nói về điều gì ngay. Lộc hoàn toàn tự tin vào con người và những cái thành tích của mình có. Tới ngày hôm nay là 4 năm rưỡi, gần 5 năm đi hát, thì Lộc tin là mỗi năm có một hit là cũng tương đối. Nhìn một cái thị trường chung thì không phải lúc nào nhìn trên mặt bằng chung mình cũng có thể bật lên 24/24. Nhưng mà tuy nhiên là có cái thời điểm của mình, là đó là cái điều Lộc rất là trân quý. Tuy nhiên là bây giờ trở lại về cái bản thân của mình, thì là giống như anh đã từng nói là về hình ảnh và nhiều thứ khác, bởi vì Lộc trái tính trái nết quá. Hồi đó Lộc học cấp 3 là Lộc đã nghĩ là
Lộc không dám nghĩ là Lộc đi hát, Lộc chỉ mơ đến thôi. Nhưng mà Lộc nghĩ là nếu mà mình đi hát thì anti fan của mình sẽ rất là nhiều. Bởi vì ngay từ lúc mà mình chào đời là mọi thứ đó mình đã rất khác. Mà ở đây thì Lộc đã nói rồi, Lộc sẽ không có nói lại là mình khác như thế nào. Nhưng mà chính vì cái điều đó nên Lộc hiểu được rằng so với thị trường chung thì Lộc còn phải cố gắng rất 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 nhiều nữa. Nhưng mà so với bản thân, bản tánh, bản chất của Lộc với quan điểm xã hội của chúng ta trong suốt những năm vừa qua, Lộc rất là tự tin là những gì Lộc làm được ngày hôm nay không có nhiều người làm được và không phải ai cũng có thể làm được. À, câu này thì có thể là nếu Lộc cho là hơi riêng tư một tí cũng được, nhưng mà có lẽ là tại vì anh Đức muốn hỏi câu này vì qua tất cả những gì Lộc chia sẻ ngày hôm nay cho thấy một đầu Lộc rất là tự tin, có thể nói là không hề là một người yếu đuối như người ta nghĩ khi mà cái câu chuyện tình yêu kia bùng nổ ra. Đó là vậy thì sau cái sự, cứ cho là một cái sự cố chia sẻ về tình yêu như vậy, bởi vì và rất nhiều người quy kết rằng là Lộc đã dùng câu chuyện đấy như là một cái cú để mà làm một cái cú bật trong sự nghiệp của mình, thì vậy thì những người yêu sau này của Lộc có khi nào họ e ngại rằng đến một ngày nào đó biết đâu câu chuyện của mình lại trở thành đầu mối chót lưỡi của dư luận như trước nữa không? Khi hồi xưa mình còn nhỏ, khi mà mình nghe là để phản biện chứ không phải nghe là để hiểu, thì Lộc cũng bị gặp phải trường hợp này, đó là mọi người chỉ hiểu cái mà mọi người muốn chứ không phải hiểu cái thật sự như vậy. Thật ra tới tận ngày hôm nay, khi mà Lộc ngồi ở đây trên cái ghế ngày hôm nay, Lộc vẫn chưa có chia sẻ cụ thể về bất cứ một người nào cả. Lộc chia sẻ về đầu Lộc trong tình yêu trong quá khứ là như thế nào, mình đã yêu bao nhiêu người và đó là những kỷ niệm rất là đẹp đối với mình. Tới tận ngày hôm nay, tất cả mọi người thấy mà người yêu đó làm nghề gì, người yêu đó đã kết hôn hay chưa là thật sự là do cái phỏng đoán và cái theo dệt. Còn bản thân mình không sợ người ta hiểu sai, chỉ sợ là bản thân mình làm sai thôi. Lộc khẳng định cho tới ngày hôm nay khi Lộc ngồi ở đây, chính miệng Lộc chưa bao giờ nói ra là người yêu Lộc là ai, đang làm nghề gì và nhiều cái thứ riêng tư khác nữa. Với khía cạnh của Lộc thì Lộc thấy rất là vui vẻ và người yêu hiện tại của Lộc cũng như thế. Cảm ơn Lộc rất nhiều đã đến với Chuyện của Sao và chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé của mình. Xin chúc Lộc có thêm thật nhiều thành công bằng chính sự tự tin, bằng chính những gì đã được đào luyện từ khi mình còn rất nhỏ như thế. Và Đào Bá Lộc cũng xin được cảm ơn anh Minh Đức và cảm ơn quý vị khán giả của chương trình. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mọi người sẽ dành thật là nhiều tình cảm cho chương trình và dành tình cảm cho Đào Bá Lộc nhé. Câu hỏi tuần này dành cho khán giả Chuyện của Sao như sau. Chương trình âm nhạc với bước nhảy tháng 6 có chủ đề Chuyện giận hờn. Ca sĩ Đào Bá Lộc có một bài hát rất được yêu thích cũng với chủ đề về những giận hờn trong tình yêu. Bạn hãy cho biết đó là bài hát nào? 1. Đơn phương. 2. Xin đừng gác máy. 3. Lời xin lỗi. Các bạn hãy truy cập Zalo, tìm kiếm Chuyện của Sao và trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận được phần thưởng là 2 triệu đồng từ chương trình. Trong giai đoạn mới nổi lên và được khán giả yêu thích, Mai Quốc Việt từng là ca sĩ chính của một ban nhạc với phong cách acoustic rất nổi bật, đó là ban nhạc X Time. Vì thế, đáp án đúng là 1. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng 2 triệu đồng từ chương trình Chuyện của Sao kỳ trước. Một ngôi sao sáng chói của sân khấu cải lương sẽ là khách mời của Chuyện của Sao. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân mang theo những tâm tình lần đầu được chia sẻ. Thanh Ngân rất là yêu thích cải lương. Một câu đào tài sắc vẹn toàn sẽ kể cho khán giả những dấu ấn khó quên của cuộc đời nghệ sĩ. Điều này là chưa bao giờ ai biết nha. Hôm nay là bật mí với chương trình nè. Chuyện của Sao được phát sóng lúc 20:05 thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018 trên VTV9. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình âm nhạc và bước nhảy tối ngày hôm nay trên kênh VTV9 để xem một Đào Bá Lộc trên sân khấu lúc nào cũng đầy hấp dẫn như thế nào. Quý vị đừng quên Chuyện của Sao đến với quý vị vào lúc 20:05 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình có sự đồng hành của viên giải bia rượu New 101. Đến đây thì Minh Đức và ca sĩ Đào Bá Lộc cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điều 101, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và giải độc bia rượu. Uống 1 đến 2 viên với cốc nước đầy, sử dụng trước bữa ăn hoặc trước khi uống bia rượu.